Nói chung là cuộc sống này không có quá nhiều thời gian để chúng ta vướng bận vào những cái thứ tiêu cực hoặc là những cái hơn thua sân si cho cuộc sống này. Chính xác. Mà thời gian chúng ta chỉ dành để yêu thương nhau. Cần lo được cái gì cho vợ con mình, gia đình mình, người thân ông bà, cha mẹ thì lo đi. Để đến lúc chúng ta không còn lo được, hãy sống hết mình đi. Trước khi lo nghĩ thì chúng ta cứ cười lên. Sống như là ngày hôm nay là ngày cuối cùng được sống. Đừng có bận tâm vào điều gì. Đó, hết mình lên, chảy hết mình lên. Yêu thương, nói lại đây. Yêu thương nhau, nói tất cả. Ôi anh sợ em có một phút thôi mà em để cho con quỷ nó đặt ra câu hỏi. À, cái video này là để truyền tải năng lượng cho đến tất cả mọi người. Quay lại để nó năng lượng đi. Không, vẫn năng lượng. Mình làm cho cộng đồng thôi. Yêu thương thì yêu thương đi. Nói gì thì cứ nói thoải mái. Chứ đừng có để cái tôi nó kìm hãm mình xuống. Tất cả nào. Cái gì đấy? Bị chạm à? Không quỷ à? Ngứa. Thầy ăn xong ngứa còn luôn. Cái này dễ quỷ lắm. Quỷ áo à? Nói gì? Nói, dành thời gian. Chung là cuộc đời này chỉ dành riêng cho anh thôi. Cứ quay vào đây. Yêu anh hết lòng, hết sức, hết trí khôn. Thôi, thương lại. Thôi. Thương. Anh hôm nay hơi say rồi đấy. Say là sao được.